Cái gì mà tốc độ? Cái gì mà khẩu độ? Cái gì mà độ nhạy sáng? Khó hiểu quá. Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương mục chém gió nhiếp ảnh của Alpha Crew. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đơn giản hóa cho các bạn khẩu độ, tốc độ và độ nhạy sáng ISO là gì. Và mình sẽ nói sơ về cái sự liên quan của ba cái yếu tố này với nhau trong nhiếp ảnh. Nói đơn giản cho các bạn dễ hiểu, đó là khẩu độ, tốc độ và độ nhạy sáng ISO nó có cùng một chức năng, đó là cung cấp ánh sáng cho bức ảnh của các bạn. Và mỗi cái thì nó sẽ cung cấp ánh sáng theo một cái cách khác nhau. Và mình sẽ đi vào chi tiết. Yếu tố đầu tiên mà mình xin đề cập tới đó chính là khẩu độ. Và đây cũng là cái chức năng mà mình nghĩ là quan trọng nhất ở trong nhiếp ảnh, tại vì nó không chỉ ảnh hưởng tới ánh sáng của bức hình các bạn mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp tới cái trường ảnh của các bạn. Hình mình vẽ thì rất là xấu và chữ của mình cũng xấu một cách bá đạo, cho nên mong các bạn thông cảm. Nhưng mà đây, các bạn có thể tưởng tượng đây là ống kính của các bạn, đây sẽ là lăng kính. Và cái ống kính nào thì nó cũng sẽ có một, nó cũng được cấu tạo có một cái lớp lá chắn là đây. Và cái lớp lá chắn này nó có cái nhiệm vụ là mở ra hoặc là đóng vào để thu được ánh sáng. Thì khi mà cái lớp lá chắn này mở ra thì mình sẽ thu được nhiều ánh sáng hơn, và đóng lại thì nó sẽ thu được ít ánh sáng thôi, tùy vào cái trường hợp mà mình sử dụng. Và cái khoảng cách từ ở ngoài thành ống kính cho tới ở đây thì người ta gọi đó là khẩu độ. Còn cái khoảng cách ở trong này, cái đường kính của cái vòng tròn ở bên trong thì người ta gọi là độ mở. Cho nên có nhiều bạn mình nói, khi mà mình nói tăng khẩu độ là có nghĩa tăng cái thông số này lên thì cái độ mở nó sẽ nhỏ lại. Còn khi mình nói là mở khẩu ra lớn hơn thì có nghĩa là mở cái này ra lớn hơn, thì khi đó cái khẩu độ nó sẽ nhỏ lại. Nó hơi khó hiểu một chút. Nói đơn giản là cái khẩu độ của các bạn càng lớn thì cái độ mở khẩu nó càng nhỏ. Mong là các bạn hiểu. Và khẩu độ trên máy thì nó có cái hiệu là như vậy. Khi các bạn mua lens thì nó sẽ có cái hiệu là F 3.5 tới 5.6 hoặc là F2.8, F4 chẳng hạn. Và ở trên máy ảnh thì các bạn có thể bấm chữ Q ngay đây, Quick Menu, và các bạn có thể điều chỉnh được thông số khẩu độ ngay đây. Hoặc là nó cũng sẽ hiển thị ngay đây khi mà các bạn nhìn vào đây để canh chỉnh và chụp. Mình cũng sẽ điều chỉnh được nó được ngay đây. Ngoài ra thì ngoài cái việc mà nó ảnh hưởng tới mở ra hoặc là đóng vào để cung cấp ánh sáng cho máy các bạn, thì khi các bạn có một cái khẩu độ nhỏ, có nghĩa là độ mở rất là lớn, mình thí dụ là 4, thì trường ảnh của các bạn nó sẽ nằm thuộc ở đây. Đây sẽ là máy ảnh của các bạn, và tất cả những cái này sẽ là những cái gì thuộc ở trong bức ảnh của các bạn, và đây sẽ là cái trường ảnh của các bạn. Khi các bạn có khẩu độ là 4 thì tất cả những cái vật nằm trong cái trường ảnh này nó sẽ rõ, và những cái đây nó sẽ không rõ. Còn nếu mà các bạn có một cái khẩu độ là 8 thì cái trường ảnh của các bạn nó rất là rộng, tất cả những cái gì hầu hết ở trong bức ảnh của các bạn nó sẽ được rõ. Đó là cái ảnh hưởng của khẩu độ tới cái trường ảnh của máy các bạn. Theo ý kiến cá nhân của mình thì mình cảm thấy khẩu độ nó là cái nó có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn tới hình ảnh của mình, cho nên lúc nào mình cũng sử dụng chế độ ưu tiên khẩu độ để mà chụp hết. Thì tùy theo, thí dụ mà mình chụp chân dung á, thì mình có một cái khẩu độ rất là nhỏ. Khi mà mình nói khẩu độ nhỏ có nghĩa là cái độ mở rất là lớn. Còn mà khi mình chụp cảnh á, thì mình còn một cái khẩu độ rất là lớn, cái độ mở nhỏ khoảng là 8 trở lên. Thì tùy theo trường hợp mà mình sẽ cung cấp độ nhạy sáng cho cảm biến của máy ảnh để có được một tấm hình đúng sáng. Nói tới độ nhạy sáng thì độ nhạy sáng là gì? Độ nhạy sáng nó là cái khả năng mà máy của các bạn nó cung cấp được cho cái cảm biến của các bạn mà để nó tạo ra ánh sáng. Ví dụ như độ nhạy sáng 100 thì nó sẽ cung cấp được như đây ánh sáng cho máy của các bạn. Và độ nhạy sáng lên tới 1000 thì nó sẽ cung cấp được như đây. Thì ở trong trường hợp càng tối thì mình cần sử dụng độ nhạy sáng càng nhiều. Và khi mà các bạn nâng độ nhạy sáng lên quá cao thì mình cũng nên lưu ý là nếu cái cảm biến của các bạn nó không đủ mạnh thì hình của các bạn ra sẽ rất là nhiễu.
cho nên cũng tùy theo cái máy của các bạn, cái khả năng của cái máy các bạn và tùy theo trường hợp mà mình có một cái độ, mình chỉnh một cái thông số độ nhạy sáng phù hợp hơn. Và đây, khi các bạn bấm cái bảng Quick Menu lên thì các bạn có thể thấy độ nhạy sáng nó ở đây. Trong những cái máy full frame mới bây giờ thì các bạn có thể đưa độ nhạy sáng nó rất là cao. Nhưng mà cái độ nhạy sáng mà mình, nhưng mà mình cũng nên lưu ý các bạn là độ nhạy sáng cao thì nó sẽ gây nhiễu cho bức ảnh của mình rất là nhiều. Cho nên mình chỉ khuyên các bạn là nên dùng độ nhạy sáng từ 100 cho tới 3200. Nếu mà các bạn có máy crop, nếu mà các bạn có máy full frame thì lên tới 6400 hoặc là 12800 là nhiều lắm, chứ các bạn đừng lên thêm nữa, hình nó sẽ không sử dụng được nếu mà các bạn không có cái công cụ xử lý ảnh hợp lý. Còn cái yếu tố cuối cùng mà mình xin nói tới với các bạn đó là tốc độ của màn trọc. Mình nói cái yếu tố này cuối cùng không có nghĩa là nó không quan trọng. Tốc độ màn trọc nó cũng rất là quan trọng, tại vì đối với mình á thì tay của mình rất là run, cho nên mình cần một cái tốc độ màn trọc nó rất là cao để mà mình có một tấm hình ảnh sắc nét. Thì tốc độ màn trọc nó là gì? Tốc độ màn trọc nó chính là cái khoảng thời gian mà màn trọc của các bạn sẽ mở ra cho ánh sáng nó vào cảm biến của máy các bạn. Thì các bạn cứ tưởng tượng nó mở càng lâu thì cái lượng ánh sáng đi vào càng nhiều, còn nó mở càng nhanh thì cái lượng ánh sáng đi vào càng thấp. Ví dụ có nhiều người ta muốn chụp được những cái bức tranh mà có cái luồng ánh sáng nó chạy dài như vậy, giống như là có một chiếc xe nó chạy ngang, thì giữ lại được nguyên một cái đường ánh sáng đó thì người ta phải để làm sao cho đủ cái khoảng thời gian mà cái xe đó nó chạy từ đây cho tới đây để thấy được cái đèn nó đi theo một cái đường như vậy. Thì khoảng 30 giây hoặc là 1 phút, 2 phút tùy theo mà cái nhu cầu của các bạn cần. Trên máy thì các bạn có thể tìm được tốc độ màn trọc ở đây, và các bạn có thể điều chỉnh được nó cũng ở đây, cũng trong cái bảng Quick Menu. Tốc độ màn trọc mà mình hay sử dụng đó là 1/100. Tại mình chỉ tay của mình rất là rung, nếu như mà nó xuống dưới hơn 1/100 thì hình của mình nó sẽ rất là dễ bị nhòe và không có rõ. Đó là khẩu độ, tốc độ và độ nhạy sáng ISO. Nó đều cung cấp ánh sáng cho máy các bạn. Vậy thì ba yếu tố này nó liên hệ với nhau như thế nào? Các bạn phải nên lưu ý là trong một tấm hình lúc nào mình cũng phải có ba cái yếu tố này hết. Không có phải là mình có tốc độ rồi, mình có độ nhạy sáng ISO rồi thì mình không cần khẩu độ. Mà một bức ảnh lúc nào cũng phải xoay quanh ba cái yếu tố là tốc độ, khẩu độ và độ nhạy sáng ISO. Mình ví dụ đây sẽ là một ly nước. Và khi các bạn đổ đầy ly nước này có nghĩa là bức ảnh của các bạn nó sẽ đúng sáng. Thì trong ly nước này nó sẽ có 100 đơn vị. Thì 100 đơn vị ánh sáng. Thì mình thí dụ như mình đang đứng ở ngoài trời, mình không cần cảm biến của mình nó cung cấp cho mình ánh sáng, tại vì mình đã có đủ ánh sáng rồi. Thì khi đó độ nhạy sáng của các bạn sẽ để 100. Thì nó chỉ chiếm chuyện này của một cái ly này thôi. Hai phần còn lại nó sẽ là những cái gì mà mình sử dụng để mình cung cấp ánh sáng cho máy các bạn. Và thí dụ như các bạn cũng đang đứng ngoài trời và các bạn chụp một cái gì đó mà các bạn không cần tốc độ quá cao, thì tốc độ của mình chỉ cần để 1/100 thôi. Thì 1/100 của 1 giây thì các bạn cũng biết nó rất là lè, cho nên mình sẽ cho nó khoảng tới đây. Tốc độ 1/100. Và phần ánh sáng còn lại sẽ phụ thuộc vào khẩu độ. Ví dụ như là ở như vậy thì mình sẽ để khẩu độ là 8 để mà mình chụp cảnh thì ánh sáng nó sẽ đúng. Vậy thì khi nào nếu mà mình mở khẩu độ ra thêm nữa, mình mở khẩu độ ra thành 2 thì lúc này cái lượng ánh sáng mà cái khẩu độ này nó cung cấp được cho máy các bạn rất là nhiều, thì cái ly nước này sẽ tràn, có nghĩa là lúc đó ánh sáng sẽ dư, mình sẽ không còn đúng sáng. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết khi mà một bức ảnh nó dư sáng? Đó là các bạn phải biết vào cái khả năng của máy các bạn. Thí dụ như là mình nói máy các bạn có thể mở cái lens của các bạn đang sử dụng, nó có cho phép các bạn mở khẩu ra tất cả là 2.8, và cái độ nhạy sáng nó có thể cung cấp cho máy các bạn là 25.600, và cái tốc độ tối đa của nó lên tới 4.000. Đó là cái trường hợp máy của mình đang ở đây. Thì khi mình mở ở trong cái trường hợp này thì mình để độ nhạy sáng là 12.800 và mình mở khẩu ra tối đa có nghĩa là 2.8, thì mình đưa lên mình chụp, tốc độ nó sẽ đưa lên 4.000, đó là cái thông số tối đa, và nó sẽ chớp một cái ở trên ngay đây. Mình đưa vào đây rất là khoái, cho nên các bạn có thể thử, nếu mà các bạn muốn các bạn có thể đưa lên bóng đèn và bấm thì nó sẽ báo cho các bạn, nó sẽ chớp, có nghĩa là nó tốc độ bây giờ nó đã là 1/4.000 mà nó vẫn
đưa ra một cái lượng ánh sáng rất là lớn, thì khi đó mình sẽ giảm độ nhạy sáng ISO xuống. Và khi độ nhạy sáng ISO xuống tới 100 luôn rồi mà nó vẫn còn dưới sáng thì mình sẽ bắt đầu khép khẩu, có nghĩa là mình sẽ tăng thông số khẩu độ lên. Đó là những cái chia sẻ rất là đơn giản về khẩu độ, tốc độ và độ nhạy sáng ISO mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thật ra thì muốn tìm hiểu được cái vấn đề này thì các bạn sẽ phải chụp rất là nhiều và có kinh nghiệm. Mình cũng sở dĩ hình ảnh của mình chụp xong rồi mình chia sẻ cho các bạn mình không để thông số là bởi vì theo mình thông số nó không quan trọng. Các bạn chỉ cần biết ở những cái trường hợp nào thì mình cần xài một cái khẩu độ như thế nào. Còn những cái thông số kia thì nó sẽ rất là, mình có thể chỉnh nó tùy thuộc theo trường hợp. Ví dụ như mình chụp chân dung, khẩu độ của mình chắc chắn sẽ là 2.8, tại vì nó là cái khẩu độ lớn nhất mà mình có thể tới. Mình cái những cái lens của mình thì nó chỉ cho phép mình mở ra được tới cái thông số khẩu độ như vậy thôi. Thì ở ngoài trời thì mình không cần độ nhạy sáng ISO, tại vì nó chỉ cần 100 thôi. Ánh sáng mặt trời, ánh sáng tự nhiên nó sẽ cung cấp cho mình đầy đủ và tốc độ của mình cũng sẽ đủ để mình có một tấm hình sắc nét và đúng sáng. Và nếu mình vào trong nhà thì mình sẽ tăng độ nhạy sáng lên một chút, tại vì ánh sáng trong nhà nó sẽ không đủ. Khi đó ba cái yếu tố đó nó sẽ dung hòa với nhau, nước sẽ được đổ đầy trong cái ly đó và tấm hình của các bạn sẽ đúng sáng. Như vậy thôi. Mình cũng có nhiều bạn cho mình ý kiến là để thông số và những cái tấm hình mà mình chụp để người ta coi và dễ hơn, nhưng mà mình không muốn dắt các bạn đi một cái đường sai hướng khi mà các bạn cứ nhìn vào thông số và để thông số như vậy. Lỡ mình chụp tấm đó trong nhà mà các bạn lại ra ngoài đường chụp, hoặc là mình chụp trong bóng râm mà các bạn lại ra sáng chụp, thì nó sẽ không giống nhau. Đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Rất mong là video này giúp đỡ được cho các bạn. Nếu các bạn cần link Facebook của mình hoặc là của Alpha Crew thì nó nằm dưới phần description. Xin cảm ơn sự quan tâm và chia sẻ của tất cả các bạn. Mình cũng biết là cái video này coi rất là chán, tại vì nó chỉ có kiến thức thôi và không có hình chụp gì hết. Nhưng mà cái kiến thức này nó rất là quan trọng, các bạn nên nắm giữ cái kiến thức này thì mình có thể tiếp tục để mà đi xa hơn trong cái nhiếp ảnh. Xin cảm ơn các bạn.